Chào các em, hôm nay sẽ hướng dẫn các em một cái thư viện. Thư viện này nó sẽ rất là bổ ích cho chúng ta trong cái đợt kỳ thi 2020 này. Đó là phần mềm Wallet. Cái gì thì để vào phần mềm này thì đầu tiên chúng ta cần phải đăng ký thành viên của cái thư viện. Vậy thì đầu tiên chúng ta vào cái Google và chúng ta gõ vào Wallet. Đây, wallet.vn. Sau đó chúng ta vào cái thư viện trực tuyến Wallet. Vậy thì để vào cái thư viện Wallet thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái tài khoản của Wallet. Vậy thì để có tài khoản của nó thì chúng ta vào cái đăng ký thành viên. Nơi đây chúng ta sẽ đăng nhập đầy đủ những cái thông tin trên đây để đăng ký thành viên. Đầu tiên là cái tên truy nhập. Cái tên này thì chúng ta lấy cái tên của mình và một cái từ gì đó để cho nó rất là đơn giản thôi. Và rồi sau đó là mật khẩu, lấy đơn giản thôi, 654321. Rồi chúng ta đăng nhập lại cái mật khẩu đó để xác nhận, 654321. Rồi chúng ta lấy họ tên, không nhất thiết chúng ta sẽ lấy cái tên của mình, chúng ta lấy cái tên gì đó cũng được. Rồi xong đó chúng ta chọn vào cái giới tính, chúng ta chọn cái khỏi số điện thoại cũng được, rồi chúng ta nhập cái email. Rồi đơn vị và tỉnh thành chúng ta có thể bỏ qua. Rồi sau đó chúng ta nhấp cái dấu tích vào chấp nhận cái điều khoản sử dụng. Rồi sau đó là chúng ta nhấn vào cái chữ đăng ký. Và nó báo rằng cái tên truy nhập này đã tồn tại, cho nên là chúng ta chọn một cái tên truy nhập khác. Ví dụ như là vui học. Vui để học. Bằng tiếng Việt có dấu, họ tên đây chúng ta phải nhập bằng cái tên tiếng Việt có dấu. Rồi chọn lại giới tính. Email này đã được đăng ký, xin đọc phần chú tới bên dưới. Và gì thì chúng ta sẽ chọn một cái gọi là chúng ta chọn một cái Gmail chưa đăng ký. Chúng ta chọn rồi chúng ta sẽ chọn rồi xong rồi mấy em. Như thế là chúng ta đã đăng ký xong vào cái thư viện Wallet. Chúng ta nhấn vào đây để tiếp tục. Rồi sau đó chúng ta đánh cái mật khẩu mà mình đã tạo hồi nãy, 654321. Rồi đăng nhập. Rồi xong nha, rất là đơn giản, vài thao tác chúng ta đã hoàn thành vào cái thư viện Wallet. Đây là giao diện chính của Wallet. Chúng ta nhìn vào cái bên trái danh sách thư viện, ở đây bao gồm có bài giảng, giáo án, đề thi, tư liệu,
cho ông bài trắc nghiệm Lenin đầu vào rất là nhiều. Như vậy thì để hỗ trợ cho công tác thi của chúng ta nó tốt hơn thì chúng ta vào cái thư viện đề thi này. Đấy. Như vậy thì ở đây có cả mầm non, tiểu học cho đến những cái đề thi cao đẳng và đại học. Đối với chúng ta thì chúng ta nên chọn cái đề thi trung học phổ thông quốc gia hay là trung học phổ thông nâng cao. Ở đây có trung học phổ thông luôn, rất là nhiều những cái thông tin ở đây rất là hữu ích cho chúng ta. Chúng ta có thể là tìm hiểu vào cái đề thi trung học phổ thông quốc gia. Nơi đây có các năm 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vậy thì chúng ta cứ việc chọn vào năm thích hợp để mà chúng ta có thể tải cái đề thi về tham khảo. Đây, đề thi trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta chọn một đề thi để mà chúng ta tải về. Đây là cái đề thi môn hóa học. Nó có cả đáp án. Đấy. Đó là đề thi. Khi mà ở đây có rất là nhiều đề được tải lên đây. Vậy thì chúng ta cảm coi khi mà cái đề nó hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ nhấn chọn để tải về. Vậy thì để tải về thì chúng ta nhấn vào đây để tải. Chúng ta click vào đây để tải bài giảng. Khi mà tải bài giảng thì cái đề thi của chúng ta nó nằm ở góc trái như thế này. Chúng ta có thể vào cái thư mục để chúng ta mở lên, hoặc là chúng ta nhấn chữ tiếp để chúng ta mở lên từ chỗ này cũng được. Đây là đề thi trung học phổ thông quốc gia 1920 môn hóa học. Nó có thể khai thác nó đầy đủ tất cả các môn học. Đầy đủ tất cả các môn học, bài giảng, giáo án, đề kiểm tra. Như vậy thì chúng ta cứ việc khai thác ở cái trang này, nó sẽ có rất là nhiều những tài liệu để hỗ trợ cho cái việc thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 chúng ta được tốt hơn. Rất là đơn giản phải không em? Vâng, hy vọng chúng ta sẽ khai thác tốt cái trang này. Chúc các em thành công.